Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Duy Tân. Lịch diễn đàn là Thái Tuấn, gạch ship boy, gạch ship DT. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt LED IMEI phiên bản 7.0V. Mình có lướt qua diễn đàn thì có một số bạn hỏi về cách cài đặt LED IMEI và muốn xem video hướng dẫn cụ thể. Cái plugin này đối với các bạn mà đã rành về Photoshop thì rất là đơn giản, nên mình hướng dẫn ở đây là dành cho những bạn chưa biết cách cài đặt. À, chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là các bạn download LED IMEI phiên bản 7.0V về. Ở đây có hai file cài đặt là file LED IMEI setup 32 và LED IMEI setup PS64. Thì cái bản quyền của mình là 32 bit, nên là mình sẽ cài đặt LED IMEI 32. Chúng ta click hai cái và bấm like. Bấm lên trên, cài đặt tiếp, like, 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 like. Quá trình cài đặt đã thành công. Bây giờ các bạn vào file crack 32, các bạn copy cái file 8bf vào thư mục ổ C, RAM file, Adobe, Adobe Photoshop CS3. Tại vì mình xài phiên bản Photoshop CS3 vào plugin và paste nó vào đây. Rồi. Bây giờ còn một phần nữa là các bạn. Ở đây có hai cái file riêng là file riêng 32 và file riêng 64. Các bạn click hai phát vào file riêng 32. Bấm yes. Ok. Quá trình cài đặt đã xong. Bây giờ chúng ta kiểm tra khởi động Photoshop. Mở file. Mở một cái hình mà các bạn muốn tạo độ mịn. Ở đây mình chọn file này đi. File này kích thước rất là lớn rồi. Ok. Đó. Đầu tiên là bức hình rất là thô. Bức hình rất là thô. Bây giờ chúng ta thử chạy LED IMEI. Rồi. Các bạn bấm sang Noise Filter Setting. Ở đây cái thông số mình đã cài đặt sẵn. Ở đây mình có cái thông số chỉnh chuồn. Mình đã cài đặt sẵn cái thông số mà làm mịn. Đó, các bạn thấy ạ. Khi các bạn mà phóng lớn lên các bạn đợi thì nó chạy rất là mịn này. Bây giờ chúng ta bấm apply. Đợi xử lý. Đó, bây giờ chúng ta thấy là khuôn mặt cô dâu và chú rể là tương đối mịn rồi. Đó, quá trình cài đặt LED IMEI rất là đơn giản thôi. Chúc các bạn thành công.